Rồi xin kính chào quý anh em, xin kính chào quý con ha. Thì hôm nay anh em Thiên Hưng đang có mặt tại khu vực của Đắk Nông để chia sẻ cho quý con mình cái giải pháp mà chúng ta xử lý rau hoa trong năm nay. Thì hiện tại chúng ta đang bước vào giai đoạn cuối tháng 9 đầu tháng 10 âm lịch. Thì ở khu vực Đắk Nông của mình quý con chúng ta đang chuẩn bị để chúng ta vào lăng, chúng ta xử lý tàu mầm bông ha. Thì quý con mình biết là chúng ta muốn làm bông trong năm nay thì chúng ta sẽ căn vào rất là nhiều cái điều kiện cũng như cái yếu tố ha. Thứ nhất là quý con chúng ta phải canh cái điều kiện về cái tình trạng cây, tuổi cây và cái điều kiện thời tiết. Ở cái điều kiện về cái tình trạng cây là như thế nào? Thứ nhất của con mình biết ha, khi mà cái cây chúng ta đủ lực, lá xanh dày, đủ lá, vườn chúng ta phát triển đều, cây khỏe thì chúng ta đủ điều kiện làm bông. Cái thứ hai là cái tuổi cây. Thì ở đây là của con mình thấy là cái cây của chúng ta đang bước vào giai đoạn là năm thứ tư. Thì năm thứ tư chúng ta bắt đầu ta có thể để bó được cho con, tùy theo cái lực của cái nhánh cái của mình, cái nhánh mà cái cành mang trái đó. Nếu như nó đủ điều kiện thì chúng ta có thể làm bông được. Điều kiện về cái thời tiết của con mình biết là năm nay thời tiết rất là khắc nghiệt, thời tiết rất là khắc nghiệt của con. Thì mưa thì nó diễn ra nhiều, rất là nhiều vùng chúng ta gặp khó khăn trong năm nay. Thì về cái điều kiện thời tiết cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm nào cũng vậy thôi, cái lượng mưa nó giảm đi, thời tiết của chúng ta bắt đầu nó nắng lên, nó nóng lên và nó chuyển qua cái lập đông, thì chúng ta xử lý làm bông nó sẽ hiệu quả hơn. Và cái tiết nó cũng thuận lợi cho con mình hơn ha. Tại vì lúc này khi mà cái lượng mưa nó giảm đi, với con chúng ta mới cắt nước. Cắt nước chúng ta siết nước tạo khô hạn thì nó mới giúp cho ra bông đạt hiệu quả cao. Khi mà làm bông sầu riêng á thì cái giai đoạn nào chúng ta làm, giai đoạn lá như thế nào chúng ta làm bông, lá lụa hay lá già hay là nó mới nhú đọt. Thì ở đây anh em chia sẻ ha. Nếu như trong thời điểm mà chúng ta làm bông, cái cơ đọt mình lá nó chuyển già hoàn toàn á, lá già, thì lúc này chúng ta luyện cái lăng vào chúng ta làm bông á, rất có thể là nó sẽ xì đọt, nó sẽ đi đọt. Lúc này là chúng ta luyện lăng vào để chúng ta tạo mầm đọt chứ không phải mầm bông. Vì đó là cái đọt nó trễ rồi. Lúc thời điểm mà cái cơ đọt mình lá nó già nó xanh đen lên á, trong cái cơ đọt của nó rất có thể là nó đã nhú cái mầm đọt sẵn đó rồi. Nó chuẩn bị đi cái đọt mới rồi mà chúng ta luyện cái lăng trong thời điểm đó để tạo mầm thì nó không có đúng cái giai đoạn. Lúc này là chuyển hóa sang cái giai đoạn mà chúng ta tạo mầm đọt chứ mầm bông nha con. Nó không đạt ha. Cho nên là ngay cái thời điểm mà lá lụa này, khi mà cái lá của chúng ta nó chưa có già, nó còn mỏng, nó còn lụa thế này đó, nó vừa mở hết lá thế này, chúng ta vô lăng nó sẽ đạt. Tại sao vô thời điểm này đạt hiệu quả cao của con? Thứ nhất, trong thời điểm này nè, cái dinh dưỡng trong cây nó đang nuôi cái lá lụa này, thì lúc này của con chúng ta lấy cái lăng tạo mầm ta luyện vô. Lúc này cái rễ như nó sẽ hút nước nè, hút dinh dưỡng nè, hút cái lăng tạo mầm ta luyện vào, nó sẽ xúc tiến lên đây, thì nó sẽ giúp cho một mặt giúp cho lá ta xanh dày già. Cái thứ hai chúng ta luyện cái lăng vào nó sẽ xúc tiết lên đây, nó sẽ giúp cho cái cây của chúng ta nó sẽ ủ mầm trong đây, ủ cái năng lượng trong những cái lá đầu đọt này, sau này nó sẽ quang hợp, nó sẽ giúp cho tạo mầm hoa đạt cho con mình ha. Thì giai đoạn này chúng ta nên xử lý để mà chúng ta là mầm nó sẽ đạt. Nếu như trong cái điều kiện thời tiết mà khắc nghiệt thế này, mưa cái lượng mưa nó còn dai dẳng hoài, thì chúng ta nên chia làm hai lần bón. Ví dụ như cây tơ 4 năm của con mình có thể bón một lần 6 kg. Thì ở đây anh em chia sẻ với con mình ha, chúng ta có thể chia làm hai, mỗi lần chúng ta bón từ 2 tới 3 kg. Ở cái giai đoạn mà lá lụa này là chúng ta bón lần thứ hai. Trước đó khi mà có những cái mầm đọt mà nó vừa nhú ra, nó có cái mũi giáo le thế này nè, thì chúng ta sẽ bón lần đầu tiên nè của con. Đây. Nó mới nhú mầm đọt ra. Nó mới le ra thế này. Nè, hoặc là nó le thế này. Là chúng ta sẽ vô lăng lần thứ nhất. Rồi cái lần thứ hai là cái lá chúng ta nó mở hết như thế này, mở hết cả lá như thế này, thì chúng ta sẽ vô lần thứ hai đó. Thay vì một lần chúng ta bón trong thời điểm này là bón 5 tới 6 kg, thì chúng ta chia làm hai lần. Một lần vừa nhú hồi nãy anh em đã chia sẻ, lần thứ hai là lần lá nó nở hết như thế này, là hai lần chúng ta bón lần. Rồi khi mà chúng ta bón cái lần xong, tầm khoảng từ 3 tới 5 ngày sau của con chúng ta sẽ xử lý để chúng ta lên mầm. Ở đây anh em chia sẻ lên mầm là gì, là cho nó già lá nhanh. Tại vì bây giờ chúng ta vô lăng tầm 3 tới 5 ngày sau là cái lá này vẫn còn lụa. Thì lúc này chúng ta xử lý cái bộ rau Superfast với ATP. Superfast nó làm bằng lăng kali hữu hiệu, lăng kali cao, nó sẽ chuyển hóa giúp cho lá chúng ta màu xanh dậy lên. Rồi cái ATP nó có cái lượng lăng trong đó 2 mấy%, nó sẽ giúp cho lá của chúng ta nó sẽ tích mầm trong những cái đầu đọt thế này. Vừa xanh dày lá, vừa tích mầm, vừa tích năng lượng trong đây. Cái lá cơ đọt càng mau xanh dày già càng nhanh thì cái dinh dưỡng nó không còn nuôi lá nữa. Lúc này nó sẽ chuyển bị vào trong, nó sẽ giúp cho ủ mầm, giúp cho tích năng lượng, tích lăng ở trong nhánh, trong thân nhiều hơn, thì nó sẽ ra bông nhanh hơn cho con mình. Rồi cái thứ hai, khi mà chúng ta đưa cái bộ ATP kết hợp với Superfast
giúp cho lá chúng ta mau xanh và già lên, thì nó sẽ giúp cho quang hợp với ánh sáng nhiều hơn, nhanh hơn, và nó tạo năng lượng dinh dưỡng, protein, đường bột nhiều hơn, nó đẩy vô trong giúp cho cái quá trình mà chuyển hóa chất, giúp cho cái quá trình mà phân hóa mầm hoa chúng ta sẽ diễn ra nhanh hơn cho con mình. Đó là hai cái yếu tố chúng ta phải xử lý già lá nhanh trước khi mà chúng ta tạo mầm chính thức. Rồi khi mà chúng ta đã xử lý cái bộ sản phẩm ATP Superfast đã già lá nhanh xong rồi, thì song song bên dưới với con chúng ta trong năm nay, anh em có ra cái dạng lăn nước, cái lăn mà dạng lăn 20%, thành phần bổ sung thực có thể lên 30-40%. Ở trong đó nó có rất là nhiều cái lăn dạng hữu hiệu, nó giúp cho vừa ngừa nấm bệnh qua rễ mà nó còn giúp cho hấp thu một cái lượng lăn dễ tiêu qua rễ. Nó sẽ giúp cho cái quá trình mà chuyển hóa mầm bông ta nó sẽ chắc hơn, khỏe hơn, nhanh hơn cho con mình ha. Trên cái cây tơ thế này chúng ta có thể tưới khoảng từ 35-40 cây tùy theo cái điều kiện mà sức khỏe cây, tình trạng cây và cái tuổi cây. Cây lâu năm thì chúng ta có thể tưới là 25-30 cây. Cây 4-5 năm chúng ta có thể tưới 35-40 cây trên một xô. Thì chúng ta có thể xử lý cái lượng đó ha. Và cái thời điểm chúng ta tưới cái lăng đó nó sẽ trùng với cái thời điểm ta phun cái bộ sản phẩm ATP và cái Superfast bên trên. Chúng ta để ý ha. Thì ở đây anh em nói là cái mặt lợi cho con mình xử lý cái lăng nước là gì? Nó sẽ hấp thu nhanh. Chúng ta phun già lá xong, cái lăng nước ta đưa lên nó sẽ giúp cho tích ra những cái vị trí mà nó chuẩn bị phân hóa mầm hoa, là những cái nhánh cái của mình đúng không? Những cái nhánh mang bông. Thì nó sẽ giúp cho tạo ra được nhiều năng lượng hơn. Lăng là cái trung tâm năng lượng mà. Thì chúng ta bổ sung vừa lăng gốc rải, rồi lăng nước bổ sung qua rễ, rồi chúng ta phun già lá bằng cái lăng qua lá, lăng hữu hiệu, kali dạng hữu hiệu, dễ tiêu, không ngộ độc, không tổn lá, thì lúc này cái quá trình là mầm của mình nó sẽ nhanh hơn. Và lúc này khi mà chúng ta đã xử lý cái bộ sản phẩm ATP Superfast xong, tầm 5-7 ngày sau, cuối cùng chúng ta bắt đầu lên cái thằng lăng 89 đó, là cái lăng mà để mà chính thức để chúng ta tạo mầm, và cái thằng siêu tạo mầm. Nó cũng chứa có lăng một ít đạm trong đó vài phần trăm, nó sẽ giúp cho vừa xanh dày già lá mà giúp cho cái quá trình sau của con nó sẽ chuyển hóa mầm nhanh hơn. Tại sao cái lăng mà phun cái hàng lăng 89 kết hợp với siêu tạo mầm á, cuối con chúng ta cần phải có một cái lượng đạm nhẹ của con. Tại vì trước đó chúng ta đã vô lăng nhiều. Ta đưa cái lăng qua rễ hấp thu trên lá, trên nhánh rất là nhiều rồi. Chúng ta cần một cái lượng đạm nhẹ để chi? Để cho nó cân đối với dinh dưỡng trong cây. Nếu như trong một cây sầu riêng mà chúng ta nghĩ là lăng tạo mầm càng lăng nhiều thì chúng ta cứ đưa lăng càng nhiều đi càng tốt, nhưng mà không phải. Nếu như chúng ta không xài đạm kali nhẹ để mà nó cân đối cái lăng thì chắc chắn là nó không ra bông đạt, cho dù chúng ta có sử dụng lăng nhiều đến cách mấy nó cũng là nó không có ra bông hiệu quả. Có một cái lượng đạm đây chi để cho nó chuyển hóa một cái dạng axit amin nhỏ, hoặc là nó chuyển hóa thành một số cái chất điều hòa sinh trưởng, nó sẽ xúc tiến một số cái hoạt động của enzyme để cho cái quá trình phân hóa mầm hoa của chúng ta nó nhanh hơn, nó khỏe hơn, thì nó cần phải có cái sự hoạt động của enzyme mạnh hơn. Thì chúng ta bón đạm vào nhẹ, hoặc là chúng ta phun cái lượng đạm nhẹ vài phần trăm để chi, để cho nó chuyển hóa thành một cái dạng axit amin, từ axit amin nó chuyển hóa thành một cái dạng chất điều hòa sinh trưởng, từ cái chất điều hòa sinh trưởng nó mới xúc tiết, nó giúp cho hoạt hóa cái enzyme tạo mầm hoa của mình nó mới đạt hiệu quả. Cho nên là cái nguyên lý trong thời điểm này anh em chia sẻ ha, tại sao cần một lượng đạm khoảng vài phần trăm, 10-60-10 gì đó kết hợp với lăng 89 trong thời điểm này để chúng ta phun. Rồi khi mà chúng ta phun cái giai đoạn mà là thứ hai, lăng 89 kết hợp với cái siêu tạo mầm xong, 3-5 ngày sau chúng ta cắt nước, xiết nước liền. Tại vì khi mà chúng ta phun cái bộ đó xong, tầm khoảng tuần lễ sau là cái lá chúng ta sẽ xanh đen lên như thế này. Nó xanh đen lên như thế này. Đây, nó xanh đen lên như thế này nè. Giống như những cái lá ở trong thế này. Khi mà chúng ta xử lý cái bộ tạo mầm lăng 89 kết hợp với cái siêu tạo mầm đó, tầm khoảng 7 ngày sau nó sẽ đen lên thế này. Cho nên chúng ta phải cắt nước trước khi mà nó xanh đen lên. Để làm chi? Để không nó xì đọt. Tại vì cái lá nó xanh đen lên, rất có thể cái mầm đọt nó đã hiện diện trong đó. Nếu chúng ta còn tưới nước vào cái thời điểm mà lá nó chuyển già thì cái mầm đọt nó sẽ xì. Thì khi mà nó xì mầm đọt, cái dinh dưỡng từ trong thân nó đẩy ra nụ đọt, chứ nó không có phân hóa mầm hoa nữa. Tại vì chúng ta để xì đọt. Cho nên chúng ta cần phải xiết nước trong thời điểm mà chúng ta xử lý cái hàng lăng 89 với siêu mầm xong đó. Rồi chúng ta xiết nước. Rồi khi mà chúng ta xiết nước xong, tầm khoảng 3-5 ngày sau đó, chúng ta sẽ tiến hành phun cái bộ sản phẩm chặn đọt và già lá nhanh. Lúc này chúng ta thấy là cái đọt lá của chúng ta, cơ lá đã xanh dày già chắc khỏe hết rồi, thì chúng ta bắt đầu xử lý chặn đọt được rồi. Lỡ như có một cái đám mưa lớn nó làm cho sốc nước, nó sẽ xì đọt, cho nên là chúng ta phải xử lý cái bộ chặn đọt. Chặn đọt làm bằng uniconazole rất là an toàn. Mấy năm nay anh em cho xử lý cái dòng thành phần đó rất là an toàn cho lá, nó không ảnh hưởng lá, không cháy lá, không tổn lá. Chúng ta ý ha, rất là nhiều của con chúng ta có kinh nghiệm đã xử lý cái hàng đó thì chúng ta đều biết là cái uniconazole rất là hiệu quả cho cái việc mà nó không tổn lá, mà nó vừa giúp cho chặn đọt rất là đạt của con, rất là lâu.
Rồi chúng ta kết hợp với Superfast trong hiệp đó, nó có lăng kali cao, nó sẽ giúp cho cái lá chúng ta củng cố được cái màu xanh dậy hơn, để chi nó còn quang hợp với ánh sáng. Nó sẽ giúp cho cái quá trình mà sao của con tổng hợp được nhiều cái năng lượng nhiều hơn, để chúng ta tiếp tục củng cố cái quá trình phân hóa ông vào bên trong. Tại vì cái quá trình quang hợp với ánh sáng nó cần phải có năng lượng ánh sáng nè. Cái nước nhẹ từ đấy lên, tại vì nó mới cắt nước thôi, chứ thật sự cái độ ẩm vẫn còn nhất định trong cái môi trường đất, để cái rễ hấp thu cái lượng nước nhẹ lên cho nó quang hợp. Cái quá trình quang hợp nó cần phải có nước nhẹ kết hợp với khí CO2 và năng lượng ánh sáng, nó sẽ tạo ra được cái đường bột. Từ đường bột nó sẽ tạo ra được cái dinh dưỡng protein năng lượng, nó mới vận chuyển vào trong. Mà cái quá trình vận chuyển cái dinh dưỡng tổng hợp được từ lá vào trong nhánh, nó cần phải có kali. Kali thì trong Superfast chúng ta xử lý nó sẽ rất là đạt cho con mình. Thì nãy giờ nói cái quy trình để chúng ta hình dung ha, với con chúng ta có thể nhìn trên màn hình, chúng ta có thể hình dung từng bước mà anh em nói tới đâu, anh em đều có cái bước để mà chia sẻ trên màn hình với con, chúng ta có thể tham khảo ha. Rồi thì chúng ta cứ phun bộ trần đọt và lá nhanh 10 ngày 7 ngày một lần, nếu có mưa 7 ngày, không mưa 10 ngày xịt lại một lần, hoặc là 15 ngày xịt lại một lần, đến khi nào cái thời điểm mà mắt cua chúng ta bắt đầu nó nhú nhú hột gạo lên á, bắt đầu chúng ta sẽ chuyển hóa sang cái bộ sản phẩm Organic Thiên Hưng kết hợp với cái thằng ATP. Thời điểm mà nó nhú cái hột gạo lên, chúng ta vẫn còn cắt nước nha con, chúng ta đừng có tưới nước lại, tại vì nó mới nhú lên là cái bông của chúng ta nó mới tượng lên, nó chưa hoàn thiện đâu. Khi mà nó chùm nó lên khoảng cỡ một phân 1 cm đó, thì chúng ta mới tưới nước lại. Còn nếu mới có nhú cái hột gạo nhỏ thì chúng ta để ý nha, nó chưa không quá mà qua xong đâu, nó mới có tượng lên thôi. Lúc này nếu như chúng ta tưới nước vô quá sớm quá, tưới nước sớm quá trong thời điểm mà mới nhú hột gạo nhẹ, là cái mặt hột gạo đó nó mắc cua nó đen lên liền, hoặc là nó chọt cái mũi nhọn á, mũi mát nhọn là cái mũi giáo, là cái bông lá đó, nó sẽ đi đó chúng ta ý ha. Cho nên là để cái thời điểm mà cái bông nó chùm nhỏ cỡ một phân 1 cm á, thì chúng ta hãy tưới nhấp nước nhẹ thôi, chứ cũng đừng có nhấp nước mạnh quá. Nên chúng ta nói là nhấp nước mà chúng ta tưới đẫm vô đó, thì nó sẽ giọt bông lá ra, chúng ta ý ha. Cho nên là tưới nhấp nước nhẹ để chúng ta rước bông. Rồi trong thời điểm đó, để chống cái tình trạng mà đang vú cái hột gạo mà sợ mưa nó dập xuống, nó sóc nước, nó đi bông lá, hoặc là nó bị chai mầm đen bông lại, thì chúng ta có thể xử lý cái ATP, chúng ta kết hợp với cái thằng Organic Thiên Hưng để chúng ta rửa bông, để chúng ta chống cái tình trạng mà đen mầm bông, chống sóc trong cái điều kiện mà mưa nè, nó sóc nước, nó dễ đi mập lá, thì chúng ta có thể xử lý cái thằng sản phẩm Organic, trong đó nó có kali, canxi, hữu cơ nó sẽ hoạt quá, sẽ giúp cho cái bông nó sáng hơn. ATP nó có lăng thì nó sẽ giúp cho kèm cái mầm bông ta, nó sẽ ra cái đầu tròn đẹp hơn. Nó tránh cái tình trạng mà xúc tiết cái đạm lên trên cái mầm bông đó, tại vì khi mà mưa, chúng ta lỡ gặp mưa hay là chúng ta lỡ như có tưới nước sóc nước đột ngột á, nó sẽ chuyển thành cái mầm lá, bông lá. Cho nên nó có cái ATP cái lăng trong đó, nó sẽ giúp cho chuyển quỹ, nó ngăn cái tình trạng mà sao con chuyển quá đạm vô cái bông đó, nó sẽ giúp cho bông ta nó tròn hơn, nó chắc hơn và nó mập hơn. Đó, rồi chúng ta kết hợp với cái thằng Ủi Thiên Hưng để chúng ta rửa bông, chống sóc, rồi giúp cho cái bông của chúng ta nó hạn chế bị đen bông, chai mầm bông ha. Đó là bộ sản phẩm chúng ta xử lý trong thời điểm mà nhú hột gạo, bên ngoài vẫn chặn đọt. Còn nếu như chúng ta muốn rước đọt trong thời điểm ăn bông, thì chúng ta hãy để cho cái bông ta nó sáng tầm khoảng 1-2 cm, chúng ta tưới nước nhẹ dưới bên dưới, rồi từ từ tăng nhẹ lượng nước lên từ từ nha, chứ không tưới sốc, tưới tăng nhẹ từ từ đó thôi. Rồi ở trên chúng ta muốn rước đọt thì chúng ta cứ phun thuốc rước đọt, bên dưới ta đi dinh dưỡng, thì cái giai đoạn đó thì anh em chia sẻ cho con mình sao. Rồi nhánh bơi, rồi đây chúng ta sẽ xem nhánh bơi của con mình. Hỏi bây giờ nhánh bơi nè, đây là cái nhánh bơi này nó còn non nha của con. Với con mình hỏi là khi nào cắt nhánh bơi này. Nó bây giờ gì nè, cái nhánh bơi này á là nó còn non, chúng ta để ý ha, chúng ta nhìn kỹ nhánh bơi này là còn non nha. Nếu như chúng ta cắt cái nhánh bơi này nè mà thời điểm mà nó còn non thế này á, là nó sẽ xì những cái mầm bóng lá này, chúng ta để ý ha. Nếu như chúng ta làm bông muốn cắt nhánh bơi hiệu quả để cho ra bông đạt á, thì chúng ta phun thuốc tạo mầm đi, lên mầm cứ thứ nhất thứ hai. Cái cử hai là cái cử mà chúng ta xử lý lần 89 với cái hàng xịtomầm đó. Khi mà chúng ta xử lý cái lần 89 với xịtomầm xong, tầm khoảng cả vài ngày sau, khi mà cái nhánh bơi này nè nó săn lại, nó nhám lại, nó đen lại, nó xanh đen lên, nó dậy lên, thì chúng ta cắt bỏ nó đi. Lúc này nó sẽ tích, nó sẽ ra những cái mắt cua trong đây, nó rất là tròn, rất là đẹp. Tại vì khi mà cái nhánh bơi nó già đi, nó xanh đen đi, thì dinh dưỡng trong nhánh nó không còn nuôi nhánh bơi nữa, nó sẽ tích mầm ở đây nè, nó sẽ ra bông thật, bông tròn cho mình. Còn bây giờ nếu mà chúng ta cắt sớm nó còn non nè, là nó sẽ xì ra, nó tức nó xì bông lá. Tại cái dinh dưỡng đang đẩy ra nuôi cái lá non, nhánh bơi non mà chúng ta cắt bỏ đi thì bắt buộc là nó sẽ xì bông lá trong này, xì bông lá, xì lá, rồi đấy ha. Nè, còn non nè, nó rất là nhiều nhánh bơi còn non. Thì cái giai đoạn đó anh em chia sẻ cho con mình cái thời điểm mà cắt nhánh bơi, cắt nhánh bơi hiệu quả ha. Ở đây là chú vườn chúng ta không đại mưa, không có xịt tẩy rong được, cho nên là có thể xịt tẩy rong nhiều con để cho nó tróc ra những cái
rong rêu này nè, nếu nó mắc cua chúng ta mà nó ra bông nó dính vào cái rong này là nó sẽ không đạt. Phải tẩy rong bằng cái đồng hoặc là chúng ta xử lý cái nấm bệnh ha, gốc rùa biconazole đó chúng ta tẩy ha. Đó, ở đây là chúng ta thấy là cái nhánh chúng ta lên nhựa nè, là chúng ta thấy là rất là lực, đủ điều kiện làm bông ha. Lên nhựa nè, nó gân gân đỏ đỏ nè, lên nhựa nè, rất là đẹp của con, nó lên nhựa đó. Anh em nói là nó tích dinh dưỡng rất là nhanh. Và khi mà nó nứt nó gân gân đỏ đỏ này là chứng tỏ gì của con? Cái dòng dinh dưỡng đang đẩy trong đây rất là mạnh, đang di chuyển trong nhánh cây mà rất là mạnh ha. Cho nên là chúng ta làm bông rất là hiệu quả. Nhưng mà ở đây là chúng ta phải tẩy rong lại nè. Nhánh bê là không cắt sớm nha. Còn non nè, được cắt sớm là thất bại. Còn mà cắt sớm nữa, chưa làm bông mà cắt nhánh bê chùi đuổi hết, càng thất bại hơn. Chúng ta đi ha. Rồi bên dưới đất giữ ẩm nè. Đừng để khô quá, đừng để ẩm ướt quá. Ẩm ướt quá vô lăng cũng không đạt, khô quá rễ lăng tạo mầm cũng không đạt nha con. Đó là cái cách chúng ta xử lý ha. Đó. Rồi đó là cái giải pháp mà anh em chia sẻ cho con ngày hôm nay ha. Thì anh em sẽ chia sẻ kỹ hơn cái vấn đề về cái nhánh bê. Nhánh bê rất là quan trọng của con. Nè, lá xanh này đủ điều kiện làm bông nè. Tạo mầm ta phải phun tới luôn bên trong nhánh rồi, xúc tiết trực tiếp vào trong cái nhánh bằng trái đó, để cho cái nhánh bằng trái của ta nó sẽ sằn đi, nó sẽ thô đi, nó sẽ dũm đi, thì lúc này nó mới xì bông. Chứ nó láng lừ là nó không ra bông đâu. Tại vì ha, cái lá cũng vậy, cái lá bóng quá nó cũng không đạt. Tại vì cái lá mà bóng xanh đẹp quá, cái dinh dưỡng nó còn nó lá. Nhiều vườn đang làm bông, đang làm bông, đang ép cây, đang xử lý lăng, đang lên mầm, đang vô bắt lo một nghịch hổng rại đó, mà quýt cái mưa cái đi một cái đá mưa cái rồi tự nhiên cái lá nó xanh nó đen nó bóng lên, thì lúc này nó lặn cái bông xuống, lặn bông đi, chai bằng bông lại ta đấy ha. Cho nên là không phải lúc nào lá xanh về bóng trong cái điều kiện là bông này nó cũng đạt đâu. Đó thì đó là cái giải pháp hôm nay em chia sẻ của con mình ha. Rồi xin kính chúc của con mình thành công.